Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn món giò heo mọi người, giò heo hầm với dưa leo, dưa chuột với củ cải muối mọi người. Nó chấm với nước mắm rồi, mắm ớt rồi, cho mẹ có chuối rồi, chuối chín rồi, chuối lá xiêm, chuối sứ chín rồi, nước uống có trà đá rồi, trà tắm mọi người. Đây mọi người, giò heo mọi người, đùi heo hầm với dưa leo, dưa chuột, củ cải muối rồi. Chuối rồi, chuối chín rồi, chuối lá xiêm, chuối sứ chín rồi. Nước mắm rồi, mắm ớt rồi. Cơm rồi. Cái không rồi, không mình xương rồi. Ly trà đá rồi, trà tắm rồi. Bốn rồi. Đổ rồi. Khỏi màu gió chặt mát rồi. Trời mơ lạnh rồi. Mưa sớm giờ. Mời mọi người ăn cơm. Cơm mọi người. Này giò mọi người, giò bắp mọi người. Bắp giò heo mọi người. Nhà hầm cũng cái muối vừa ăn luôn rồi, nhưng cái đồ muối nó ngấy mà cũng cái muối cũng cái trắng. Có mấy cái tẩy mà rất ngon à. Củ cải muối nó giòn giòn à. Nhìn cái này dang cái cánh gà mà. Cô cái muối, cô cái trắng mềm rồi. Dưa leo mềm vừa ăn. Cơm cảm giác có mùi, biết mùi gì. Thịt đúng mềm rồi. Ăn bóng vậy cho nó gọn. Trời mưa lạnh lạnh ăn. Ăn canh là hết sảy rồi. Ăn mấy món nóng á.
cơm trang mắm ăn cũng ngon, mắm ngon là cơm ngon, đi thử mấy cái da heo mà. Mùi hơi nồng luôn, từ vị hôi heo không rồi, hôi heo á, mùi hơi nồng. Nói chung cái nồi này nó nồng luôn rồi, ai ăn không quen cảm thấy nó hơi tâm xíu luôn rồi, kiểu vậy. Nay có mấy cái mà thấy tưởng nhiều mà ngày về có mấy cái à, ăn mấy cái hết à. Thôi thiệt luôn à, cái này à, ăn quen mới được luôn à, nói chung ăn được luôn à. Bây giờ gọi là dễ ăn dễ nuôi hơn đó mà, đó mà thôi mà tâm cái này dễ ăn mà. Không biết do heo hay không rồi, do nguồn gốc nó thật hay do xử lý nó không mấy mà. Đó ăn lâu lâu cũng bị mà, chứ không phải là cũng bị mà. Nước cơm cảm giác nó có mùi luôn, ăn không còn gì. Cảm giác đồ ăn này hơi ớt luôn rồi, mới gần luôn rồi, gần đúng ngon rồi. Nạc đúng mềm rồi, ngon rồi, coi những cái nạc ngon. Nạc đó ăn nó không bị da mà. Này cơm cũng ít luôn rồi, ăn rồi. Này em mới cho một thịt mắm hay mùi ấy mà đậm, cảm giác cành nó hơi tầm xíu mà, nó bị hôi heo mà, kiểu mùi nó nồng lắm mà, ăn vẫn được mà, vẫn ấy, nhưng cái mùi nó nồng luôn mà, nó hơi khó ấy. Như là để củ cải muối mà, củ cải muối nó nói chung để nó khó nấu mà, kiểu muối nó mặn đúng không, kiểu mặn mà nó ấy nấu cái da nước mà nêm nếm nó hơi khó mà. Còn thông thường thì nấu dưa leo với củ cải trắng không rồi nó sẽ ngọt nước mà, như vậy nó ngon mà, để củ cải muối vô cái mùi nó ấy mà, nó không ấy đó. Nước canh cũng vừa ăn rồi, cũng rồi. Nói chung lúc mới nấu rồi nó bay cái mồi biết luôn rồi.
lúc hầm nồi canh á, cái mùi nó nồng quá là bếp luôn, nó dâm sợ nó nhiều khi nó bị hôi heo luôn, da nó hôi thiệt luôn. Nói chung á ăn được rồi, không tới nổi rồi, nhờ sườn nhờ thịt nạc thì nó kiểu nó dai dai mềm mềm luôn rồi. Cái dưa leo của cây trắng ăn vừa ăn rồi, cái muối cũng vừa ăn rồi, nhưng mà hàm của cái muối á, nó kiểu nó cái độ mặn của nó rồi, ăn thì nấu vừa ăn rồi được rồi, nhưng mà cảm giác nó thiếu cái độ ngọt nước chứ độ nó thơm rồi, nó thiếu rồi, cho nên ăn được rồi. Còn nước mắm này cha pha nước mắm mặn chay không biết, cảm giác nói chung là bữa nay không biết ăn sao cảm giác nó hơi tanh rồi, không biết sao nữa, không biết do canh hay là tự nhiên cảm giác ăn nó cảm giác nó mùi nó tanh rồi, nay cảm giác nó tanh rồi. Cơm thì được rồi, nay cơm cũng quýt rồi, chuối thì chuối ăn vẫn còn hơi mủ rồi, mủ dính tay rồi, chà tắm rồi này ngon thơm rồi, có gì chắc nhẹ rồi. Dạ cơm ngon, cơm ăn cũng được rồi, nói chung là cũng được, ok. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa tối thật là ngon miệng và có một đêm thật là vui vẻ, thì sẽ được phúc nhiều. Bye mọi người.